Dạ em chào mọi người, đây là cái bồn inox 15.000 lít Hwata. 15.000 lít hay được gọi là bồn 15 khối đó, nó chứa được 15 tấn nước đó. Không biết ai cân mình cân nước chưa thì em đoán đại vậy, có nghĩa là nó chứa được khoảng hơn 5 tấn nước. Tại vì hình như mỗi 1.000 lít nước nó nặng hơn tấn lận. Bồn 15.000 lít thì nó có đường kính 2m2, cao trên 4m, chừng 4m rưỡi, 4m6 thôi mọi người, gần 4m6 cả chân mọi người ha. Cái dàn chân được làm rất chắc chắn, đan bằng nhiều cái V inox V5 V5 hoặc V4 gì đó. Em thấy rất cứng và rất dày. Cái bồn này bên em thâu được của một vị khách hàng đã sử dụng rồi, là mình gọi là bồn cũ cũng được ạ. Nhưng mà ai mình cần sử dụng thì vui lòng liên hệ bên em nha. Ai mà mình chưa thấy cái bồn nước 15.000 lít bao giờ thì mình cũng có thể xem video của em để mình hình dung ra cái bồn nó lớn, nó bự như thế nào ạ. Nó cao trên 4m, khoảng 4m rưỡi, 4m6, ngang 2m2. Ai mình có cái vị trí đặt đẻ như vậy thì mình có thể đặt được cái bồn 15.000 lít inox đứng của Hwata mọi người ha. Cái bồn này mà giá thành mới của nó khoảng trên 40 triệu, gần 50 triệu. Nhưng bồn cũ thì bên em bán bằng 2/3 giá thành. Nó chừng 30, hơn 30 một chút mọi người ha. Mình cũng rẻ được mười mấy triệu. Ai cần sử dụng thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với bên em theo số điện thoại 0939636360 để được coi hình ảnh trực tiếp và tư vấn miễn phí mọi người ạ.